những cái quần đen như cái mát của mình á để giúp các bạn nhìn phía mặt trời mà không bị chói mắt nha, à, để có thể quan sát đại bàng chiều hao rõ hơn dưới ánh nắng. À, nếu mà các bé có coi Vua Sư Tử thì đây sẽ là Timon, là bạn có heo bấm ba. Rồi mình cho bé leo xuống giùm em nha. Con đây về chồn hả? Dạ. Những cái bạn canh ghét thì chỉ đứng canh thôi, khi nào hết cam được đi kiếm ăn à, vui chơi. Chồn. Rồi, à, tiếp theo mình sẽ chuyển lên trên kia để gặp những các bạn.